để trở thành fan cứng và nhận được những ưu đãi từ fan cứng với những huy hiệu rất ngộ nghĩnh, những đặc trưng riêng cho fan cứng, thì anh em hãy tham gia tính năng hội viên tại YouTube vừa mới mở trên kênh LNP của mình nha. Click vào đây và làm theo hướng dẫn thì anh em sẽ trở thành hội viên của LNP rồi đó. Ok, cảm ơn tất cả anh em nha. I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. Chào mừng mọi người đến với LNP Channel. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng ghé thăm server S743 để cùng anh Liên Thành Chí, HK Đại Quân và Hắc Điêu. Này, Hắc Điêu chứ không phải Hắc Điểu nha. Hắc Điểu là một trong những người cực kỳ nổi tiếng trong game Võ Lâm 1 đúng không anh em? Đó, này tên là Hắc Điêu. Hiện tại team chúng ta đang ở khu số 15 và team của chúng ta đang là một team khá là đẹp. Thần cơ dồn đam cực kỳ khủng khiếp, anh em chơi cũng biết rồi đúng không? Khả năng khống chế thần cơ cũng có luôn, dồn đam phải nói là siêu khủng khiếp luôn. Đi kèm một anh tăng cơ rất là cứng, đó chính là anh Dương Môn. Không, chỉ Dương Môn. Dương Môn thì là một môn phái đâm to. Mình không nói là khủng khiếp nha, chỉ là đâm to, khống chế tốt, bảo kê tốt. Có thêm một bé ngũ độc nữa gây ra những cái cấu rỉa làm cho đối phương có thể chết luôn. Rất là hay luôn, thêm này cực kỳ hay. Nhưng mà trong giao tranh thì hơi mệt tí. Ban đầu thì chúng ta di chuyển xuống dưới ở bên khu bên số 16 và đang thấy một cái team có Dương Môn, có hai con Hải Kim, Chú Lâm với con Công Lôn luôn rồi. Bây giờ anh con chim đã nhảy lên con chim, đó chính là anh Đế Quân. Và chúng ta giết được thêm một vài người nữa. Anh Liên Thành Chí đã chạy lên bên trên. Hai người kia đã đánh đuổi anh Chú Lâm qua bên trái. Thì team của mình đã giết được một người Công Lôn. Team mình là hai mộc nên là giết được Công Lôn rất là dễ, nhưng mà team bên kia nó hai hệ kim lận nên anh em cũng phải cẩn thận. Rồi team của mình sau khi mà có một đây có một bé các bạn đã bị khống chế, đã bị chơi hai chiêu khống chế lại và bị năm độc chém chết. Năm độc thì anh em có thể nhìn thấy là một cái con tướng lộn, một cái môn phái có khả năng mà gây ra đam trong một khoảng thời gian dài, nên là anh em nào mà bị dính cái chiêu của năm độc mà còn siêu máu thôi chứ còn chết thôi, trừ phi là anh em có được một cái chiêu hồi máu chạy vô lính đánh, thấy không, thì anh em có khả năng hồi máu, chung thời bị năm độc nó gây đam ra là rất là dễ chết anh em, thấy vậy thôi. Chứ năm độc anh em mà có cho nó một cái quần thể kim cang, nó sẽ đứng ở giữa đội hình của chúng ta, nó sẽ quýnh rất là dễ thương đúng không, nhưng từ từ chúng ta cũng sẽ bị lên đường tại vì nó cũng độc. Anh em sẽ không có để ý nó công độc nhiều đâu, cứ từ từ thôi, xong rồi cái nó sẽ làm cho anh em chết rất là ghê luôn, nên là anh em thấy năm độc nha anh em cũng phải cẩn thận nha. Rồi chúng ta đã ăn được một cục tấn công thì nhường cho bạn thần cơ một cái bạo kích. Đúng luôn rồi, thần cơ là môn phái đam rất là to nên là cái việc mà chúng ta nhường cho bạn ấy cái bạo kích là chính xác. Nếu như hồi nãy được thêm lần nữa thì chúng ta có thể nhường cho bạn đó cái cục tấn công luôn, cho thần cơ nó mất tấn công luôn anh em, quýnh cực kỳ ghê. Di chuyển xuống khu số 17 đang có một Dương Môn đang phạm lính. Dương Môn bên kia đã bút kề bông thẫn ở dưới chân Dương Môn bên kia. Đã bút 7x luôn rồi. Bây giờ Dương Môn bên kia đã chạy lên bên trên và có thêm anh Đường Môn với anh Trường Ca. Cái con chim nó gây ra rất là nhiều khống chế cho team bên kia. Trường Ca lên đường, chúng ta đang quýnh vô cái anh Đường Môn bên kia. Đường Môn bên kia chạy qua bên đâu rồi, thằng hành nó bút tay rồi. Hình như Đường Môn bên kia cũng chết rồi anh em. Anh em thấy cái thằng thần cơ không? Nó chơi một combo vô là ông Dương Môn bên kia nó búp là 7x luôn, rất là mạnh luôn á anh em. Thần cơ thì cái này ăn cục máu luôn. Chúng ta biết anh thần cơ đã có khả năng hồi máu nhờ cái chiêu đầu tiên, khi mà lên biết kiếp sơ của chiêu đầu tiên thì thần cơ sẽ được hồi máu rất là dữ dội. Nếu như anh em muốn hồi nguyên cái máu thì anh em chơi hai lần con chim, là đẻ ngày hai con chim mà chơi chiêu số 3 và chơi chiêu số 1. Trên đây đang có anh Dương Môn, anh ta đã ăn được tỷ lệ kích, anh ta đã nhảy khinh công, chúng ta đã chê cái chiêu quẹt làm cho anh ta đã nhảy qua bên phải luôn. Anh ta vẫn còn tiếp tục chạy nhưng mà anh ta đã chạy thoát được chúng ta, hay á. Ủa sao cây nãy quẹt cái ông kia bị thương, cái tiền nhảy qua khu luôn, hình như là ảnh đã bị cái kiểu giống như là bị lắc anh em. Với lại cái chiêu quẹt của chúng ta lâu lâu thì đối phương sẽ bị đẩy ra đúng không, nếu như mà không lầm đối phương bị đẩy ra tiền vô tình cái đối phương tự nhiên có đường chạy luôn, đúng hên luôn. Thôi bảo kích nữa nè, lẫm vô. Giai đoạn số 1 này, giây thứ 30 ấy lộn, giây thứ 0 sẽ có đoạn nha anh em. Hồi nãy bên trên sau khi mình đổi anh Dương Môn mà thấy có Công Lôn á, rồi bây giờ cái mạng Hắc Điêu của chúng ta đã di chuyển có thể lên quýnh Công Lôn luôn. Nhưng mà team của chúng ta mỗi người một nơi này, tập trung lại đi anh em ơi, đừng có đi lẻ là thua đó nha. Hiện tại chỉ còn khoảng 13 team là chắc chắn với anh em là cái trận thi đấu này là người chơi rất là nhiều.
tại vì người ta quét á nên là còn 13 team thôi. Di chuyển qua bên trái thì không có cục gì hết, rồi ăn lỡ luôn cái cục mạo kích luôn rồi, nhường cho các ông ngũ độc không chơi, cái đi không chịu. Di chuyển qua thương nhân thì chúng ta thấy thương nhân chống khu số 4 và đang mua rất là nhiều bí kíp, mua được 3 cuốn bí kíp, 4 cuốn bí kíp, thấy cái con Ngami và chúng ta đã bắn làm cho tàn phế cái anh thần cơ. Nói chung là tàn phế là do cái anh ngũ độc làm tàn phế. Bây giờ anh thần cơ chơi combo chúng ta chỉ còn khoảng 30% máu, ngũ độc đã chỉ còn ôi nguy hiểm. Dây chúng ta đã giết được thần cơ bên kia. Ôi ghê nha, dạ lẽ anh em chết đó. Anh em thấy con thần cơ kia nó ghê không, nó bút một combo, ông này ông bút cái thuẫn luôn, rồi quay qua nó hút, ơi nó hút luôn con năm độc bút chấn, rồi gặp thêm ông thần cơ của mình chứ xém chết luôn, ghê thiệt. Nhưng mà cuối cùng team của chúng ta vẫn có thể giết được thần cơ bên kia. Ôi rồi con lôm đã lên lụm được cái mạng của thần cơ, cực kỳ tiếc luôn. Chúng ta quay qua gây ra khống chế cho con lôm bên kia mà anh ấy cũng đã chết, khá là không may cho anh thần cơ. Thật sự luôn anh em, không may cho anh ấy. Tại vì sao? Tại vì anh ấy chỉ còn một chấm máu và chúng ta chỉ còn một cái con lính không thể hồi máu. Gặp thêm cái ông công lôn, ông quay qua ông lướt cái chết ngắt luôn. Anh hắc điêu của chúng ta đang bị gõ rồi, hắc điêu lên đường chỉ còn một mình anh Liên Thành Chí thôi. Bây giờ dư môn của chúng ta đã chạy lên ngựa và chạy rất là nhanh chóng di chuyển xuống khu số 16. Có 5 con quái và chúng ta gặp thêm một anh thiên dương nữa. Và chúng ta đang đứng ở đây để ăn đồ ăn cái kiểu. Không thấy ai thì chúng ta chơi chiêu vào cái con quái. Họ đạp rất là to luôn anh em và hết thời gian. Khá là tiếc cho team của mình nha. Anh em thấy không? Tuy mới giai đoạn số 1 thôi mà các team nó quýnh nhau rất là ghê gớm. Còn 12 team. Thì nếu như một trận đấu nào của anh em mà anh em còn khoảng 12, 13 team trở xuống trong giai đoạn số 1 á, thì cái trận đó người chơi người ta cầm tay rất là nhiều. Ở cái trận đó là sẽ cực kỳ nguy hiểm luôn. Khá là tiếc cho team của chúng ta nha. Tại vì vừa mới combo cho anh thần cơ bên kia, tuy đã giết được anh ấy nhưng mà team của chúng ta hết máu. Khá là tiếc luôn, cực kỳ tiếc luôn anh em. Hồi nãy khi chúng ta đang mua đồ thì gặp con Ngami. Chúng ta bắn cái chiêu số 2 cái cung thì con Ngami nó không bị khống chế. À, gặp cái ông thần cơ, ông cũng không bị khống chế luôn. Ông dồn combo cho ông này. Cái là ông này ông chỉ còn 30% máu, búp lên cái bức tử đúng không? Xong rồi ông này ông quay qua quýnh ông kia chỉ còn nửa cái máu, ông thần cơ kia rồi ông nhảy lên trên trời. Cái ông combo lại team của chúng ta luôn, rồi team của chúng ta ngủ độc thì búp cái 7x. Rồi anh thần cơ chỉ còn chấm máu luôn, rất là may mắn giết được ảnh nhưng mà xui cái qua bị côn lôn giết đúng nhục luôn anh em. Rồi chỉ còn khoảng 30 giây thôi thì team của chúng ta đang thăm dò. Anh Liên Thành Chí đang solo một mình từ vòng 1 để coi coi có siêu phẩm cái môn phái dương môn hay không. Với cái sự tồn tại 12 đội tính luôn chúng ta thì cái khả năng solo của chúng ta khá là khó khăn. Nhưng nếu trên màn hình trên cái trận đấu này không có hệ hỏa nhiều hoặc là không có tồn tại hệ hỏa thì team của chúng ta vẫn có khả năng chiến thắng nha. Tại vì không có hệ hỏa thì chúng ta có thể ghi đam cho những môn phái kia cũng ok. Di chuyển qua đây thì thấy một cái anh tiêu dao. À thấy tiêu dao vậy nhưng mà nó vẫn có thể giết mình nha anh em. Tại vì mình chỉ còn 40% máu thôi. Có thể là nó sẽ kéo mình cái mình lên cái bức tử. Rồi xong rồi nó sẽ chạy. Chúng ta hết bức tử rồi nó sẽ quay qua lướt lóc chúng ta thì chết anh em. Phải cẩn thận. Rồi xuống đây thì thấy một anh tiêu dao luôn. Ok nhảy khinh công qua. Ở bên đây đang có một cái anh các bạn khác chạy khung lâm công. Đây tiêu dao đây đã lóc lên chúng ta búp 7x luôn. Ok búp 7x luôn. Bây giờ tiêu dao bên kia đã bị lắc thứ tham, đã bị lấy né. Tiêu dao bên kia đã chạy qua khu số 5 và chúng ta chạy về khu số 4. Tiêu dao bên kia đang bị khống chế lại, anh ấy nhảy vô quẹt hết chiêu anh em ơi, cực kỳ nguy hiểm, phải chạy thôi. Chúng ta ăn được cục máu. Ôi có thời gian cục máu luôn, vãi nồi ông này. Ở bên đây đang có một Ngami có bạo kích nữa, rất là nguy hiểm luôn. Ở đây đang có thần cơ chưa chơi chiêu được mới đánh thường thôi, nhưng mà chúng ta đã chạy được anh em ơi. Có thêm một thiên yên quăng cục băng và chúng ta chạy qua bên khu số 8, chạy qua khu số 7 và chạy xuống khu số bên dưới. Rồi khu số 19 đang có một cái anh cá bang với lại Ngami. Ngami đang đặt được cái dòng, chúng ta qua đây chết đoạn luôn. Giai đoạn số 2 giây thứ 30 của đoạn nha. Hai người bên kia đã chạy qua chúng ta để bắt chúng ta luôn, nhưng mà chúng ta nhanh chóng lên ngựa đã bị dính cục chậm. Có thêm một anh cá bang chỉ còn một chấm máu. Cá bang bên kia có chạy hay không? Cá bang bên kia vẫn ở lại luôn anh em. Ôi liều hả mày. Mày hả mày, bắn bởi chiến cúc của cá bang bên kia mà anh ta cũng lên đường cho cái tội ngáo ngơ. Chỉ còn một chấm máu mà cứ tưởng là các bạn dương môn của chúng ta dễ ăn đúng không? Thật sự luôn anh em, nếu như mà cái bang mà nó không có búp tí đẹp lên một cái là dương môn nó đánh là cực kỳ khủng khiếp luôn. Rất là khủng khiếp luôn á, nên là nếu như anh em mà chơi cái bang gặp dương môn làm ơn đừng có bao giờ suy nghĩ cái việc mà cái bang sang dương môn nếu như chưa búp cái tí đẹp. Rồi bây giờ chúng ta đang có được cái bức tử, chúng ta di chuyển xuống bên này định giết cái team này luôn. Chúng ta đang gây đam cho anh Ngami. Ngami đã có cái thủ, cái cục thủ á, cực kỳ cho bò. Ngami đã đặt được cái dòng, chúng ta đã bị dính lại nhưng mà hết cái bức tử nên là chúng ta nhanh chóng di chuyển lên ngựa chạy lên khu số 8.
một pha mà tính toán canh thời gian rất là hợp lý của anh Liên Thành Chí. Đúng là tay to có khác anh em ơi, một cục phụ ma thạch cấp 2 luôn. Cái khúc này thì anh em ơi, đây đang có một bé cung lôn chúng ta bắn bị phản đam, có thêm một ngũ độc nữa, hình như là có ai nữa là có thêm hoa sơn luôn. Chúng ta đang bị quay bởi rất là nhiều nhân vật xung quanh. Rồi một cái chiêu 3 để kéo quái lại và chơi cái chiêu số 2 thương và chuyển qua cung và bắn cái chiêu số 2 cung. Rồi chúng ta chơi chiêu số 3 cung và sau đó chuyển qua thương lại. Chúng ta không chuyển luôn anh em ơi. Tưởng chuyển chứ, chuyển lại thì nó đánh lan cũng được, nhưng mà nếu chậm vậy không sao. Ok, bây giờ chúng ta chơi chiêu số 2 thương. Chơi chiêu số 3 và chúng ta hồi hơn 50% máu. Giây thứ 30 có đoạn mở cái rương luôn. Chỉ còn khoảng 8 tim thôi, tính luôn chúng ta để xem nãy giờ thấy là có một cái mang army đúng không? Hay căng cái tim đó, không biết tim của chúng ta có thể chiến thắng hay không. Rồi bây giờ chúng ta chạy qua khu số 5 để mở rương. Thì còn khoảng vài giây nữa thôi là đến ảo tượng, không biết là khu số 5 có ảo tượng hay không. Chạy lên khu số 4 đang có một anh Trường Ca. Khu số 5 đã có được một cái ảo tượng. 567 luôn, ok. Nhắc đến 567 mình nhớ cái bên cái cụm server 567 anh em, tài to lắm, cực kỳ khủng khiếp luôn. Anh em nào mà có nhã hứng thì có thể di chuyển qua 567 để chơi giao lưu tâm ma. Nói chung cái cụm nó 4 giờ rưỡi hay là 10 rưỡi hay là 8 rưỡi đều có người cầm tay, rất là khó lên đỉnh, phải nói là như vậy. Mà bản năng hành hoài luôn anh em, cực kỳ khủng khiếp luôn. Rồi mở xong một cái ảo tượng thứ hai thì chúng ta có cục máu luôn, có thêm một cục tấn công. Ây bé năm đẹp kìa, năm đẹp cái con mày lên đường một bé. Tìm lại tìm treo rồi ấy, có thêm một chiêu môn nữa chúng ta búp lên cái kỳ môn thử. Rồi chúng ta có di chuyển xuống hay không, hiện tại chúng ta vẫn chưa có chiêu nha, mới chơi hết chiêu nên là chúng ta nhịn rất là hay luôn. Một cái pha mà tính toán được anh em, không có gấp gáp, cứ từ từ thôi, chúng ta giữ từng người lại cấu đam rồi cái kiểu chúng ta có thể giết người ta cũng ok. Rồi di chuyển xuống khu số 5 lại mới rương cũng được, cẩn thận cái tim cái bang Ami á. Đây có Trường Ca luôn, Trường Ca khu số 4 và chúng ta bắn hụt cái chiêu kia, mất 10 giây hồi lại nên anh em cũng phải cẩn thận. Cái chiêu mà khống chế cứng cực kỳ khủng khiếp là cái chiêu số 2 của nhạc cung. Nếu như mà anh em bị dính cái bị thương thì không thể nào mà chơi gì hết trơn á. Cho dù Minh Giáo cũng vậy, Minh Giáo mà dính bị thương cũng không có thể nào mà nhảy huy thiên diệt địa lên, nên là anh em cũng phải chú ý nha. Hệ hỏa thì hệ hỏa cãi không quan tâm, nhưng mà dính bị thương là hay toàn với hàng dương môn nếu như nó có đủ đồ nha, bắn cực kỳ ghê. Mở cái rương hết thời gian, bây giờ mở lại cái rương khác. Hiện tại thì khu số 1 của chúng ta nãy anh em có thể nhìn thấy là có tim hệ mộc đúng không, có con hoa sơn với lại con ngũ độc. Hai cái con đó thì nó gây ga đam khá là nhiều cho các anh thủ lĩnh của chúng ta. Hy vọng thì chúng ta có thể chạy qua xem con thủ lĩnh nó như thế nào. Còn 6 team thôi, có một team nữa ăn cái tên tình anh ở bên khu số 8. Rồi chúng ta di chuyển lên bên trên. Đây thì vẫn có tình anh, có ăn đồ hay không, có một cuộc tấn công luôn, thiếu bạo kích nha. Thương nhân không có ai, có có người, có dương môn kìa. Dương môn khi mà thấy chúng ta là dương môn rất là nhanh chóng chạy luôn anh em, rất là hay nha. Nếu qua một cái đi bạn ơi, dương môn có thể là chạy xuống bút ở dưới luôn rồi. Anh em lưu ý nha, trong giai đoạn số 2 này anh em đây biết ở dưới đây luôn bị khống chế lại búp kỳ môn thẫn, búp cái chiêu cuối, nhưng mà mất cái bức tử, anh ấy đang bị khống chế, anh ấy đã hết miệng khống chế rồi anh em ơi. Anh ấy đã bụp miệng khống chế cho bay hết nữa. Rồi chúng ta di chuyển qua bên phải luôn, chỉ còn khoảng 5 tim thôi, thêm một tim nó bị rụng rồi anh em ơi, cực kỳ nguy hiểm luôn. Bây giờ tim của chúng ta đang mở rương thì nếu như mà các bạn Ami với bạn các bạn còn sống thì hơi căng cho mình đấy, thật sự luôn. Ơi chỉ còn 4 tim luôn nha, cực kỳ nguy hiểm luôn nè. Ôi vãi nồi luôn anh em, chỉ có thể là dương môn lên đường rồi đó. Chúng ta di chuyển lên có qua một hay không, full cả máu nè, đi mua đồ luôn đi, lên 3 mua đồ mở rương hả? Không giờ mở không được đâu, tin anh nó che lại sao mở được. Rồi mua đồ ấy, mở rương giờ cũng không được nữa. Rồi ok, trong cái giai đoạn nghỉ ngơi của giai đoạn số 2 này thì giây thứ 30 là bắt đầu từ bây giờ nè. Chúng ta sẽ có thể lụm đồ ăn nha. Bây giờ là không có lên kỳ môn thử, kỳ môn thiết gì chân hết rồi, nên là biết là chúng ta sắp chết á. Nên là anh ấy lên chỉ tồn luôn. Có một team thiên dương, còn gì nữa đây, công lôn như là Trường Ca. Rồi team 2 là cái bang như là Gami. Thôi cặn nha, không biết là những anh còn lại là anh nào đây, phải nào đây. Anh Liên Thành Chí có thể là một siêu phẩm solo từ giờ 1 hay không? Cái trận này rất là khó khăn, tôi cảm nhận là vậy. Các team còn rất là đông, còn có Ngami hỗ trợ khống chế gây đam cũng được, và có thêm cái bàn chung team với Ngami đi. Trời, cái bàn nó có bạo kích đấy chứ, nó mạ chúng ta chết luôn anh em, cực kỳ khủng khiếp. Trong giai đoạn số 3 này thì giây số 0 mới có đoàn nha anh em, vừa mới ra có đoàn liền, nhờ anh em nhớ chết đoàn.
Thì nếu như mà môn phái du môn không có kỳ môn tận kiếp chung khá là khoai, tại vì nó không có thể nào mà có một cái gì đó cứu du môn. Lần số 2, cái chiêu bất tử của du môn là chiêu 7x đúng không, có khi nó sẽ là bất tử có khi không, nhưng mà cái chiêu mà kỳ môn tận với kiếp chung á cũng có khi nó lên có khi không, nhưng mà có cũng hơn không đúng không anh em, nếu mà không có cũng mệt đúng không. Rồi bây giờ là chăm dòng thăm dò coi còn bao nhiêu team. Biết chắc là còn 4 team này, nhưng mà team như thế nào cái đó mới gọi là quan trọng. Chúng ta đi một mình mà không cần đứng yên tại chỗ đâu, chạm dòng farm lính không cần, thấy không, chạm dòng mà chúng ta mở rừng chúng cần farm lính ăn được cục máu. Ê thiên dương chưa ca ăn cục máu số 2 qua khu 2. Công lông lẽ công lông Ngami hả, ôi chúng ta búp lên cái chiêu, chúng ta đang có bất tử, chúng ta đang gây ga đam cho bạn Ngami. Ngami bên kia chỉ còn một chấm máu, chúng ta gây ga đam thành công cho Ngami bên kia. Ngami bên kia đã lên đường và bây giờ chúng ta đã còn một chút xíu của cái bất tử và chúng ta di chuyển qua khu số 9 để mở rương. Chẳng hết mọi sát thương, mọi khống chế của anh Công Lôn nên là chúng ta rất là dễ dàng để giết cái con Ngami bên kia. Và bây giờ là vẫn chưa có tiền luôn anh em, vẫn chưa có được xu để mua đồ luôn. Chúng ta lên ngựa, chúng ta tiếp tục, chúng ta ăn đồ mở rương. Dây thước không có đoạn nha, anh em phải hiểu rõ cái quy tắc cái mèo nhỏ này để biết. Đây có người rồi đó. Ôi một cái pha mà lắc nhẹ và chỉ còn khoảng 3 team thôi, vậy có thêm một team nữa đã lên đường, có thể là anh cũng lôm lên đường. Tại vì thiên dương trường ca là hai môn phái vẫn có khả năng bật lại cái anh cá bang Ngami căn đấy. Đây trời ơi ngon lạnh luôn, mát đam rồi đó anh em, giờ đụng thằng nào là chủng nó luôn á. Rồi xuống ngựa búp lên, rồi các bạn bị bắn bị thương rồi, chúng ta đang gây ra trời ơi mít hết trơn luôn, thôi chạy chạy là thượng sách anh em ơi. Đúng rồi đó, ông này là ông tỉnh á, gặp tôi là tôi cũng chạy vậy. Chơi hai chiêu là không bị dính đam là thôi chạy đi là vừa, nếu như mà bị dính đam thì ok, tại vì chúng ta ơi gặp team ba luôn nè. Ôi cực kỳ nguy hiểm, chúng ta đang bị giữ lại, chúng ta đang bị cấu đam cực kỳ ghê, chúng ta chưa búp lên bị ít, chúng ta vẫn tiếp tục chạy qua khu số 9, đang bị chi đuổi qua khu số 9 luôn rồi kìa, vẫn đứng ở đây mở rương luôn, rất là ghê gớm luôn, ghê. Rồi bây giờ chỉ còn mình chúng ta thôi anh em ơi. Ê đây trường ca đi di chuyển sang rồi, hai ông nội kia đang mua đồ với lại mở thương nhân. Nói hơi sai đúng không, mua thương nhân với lại mở đồ chứ phải nồi. Rồi bây giờ chúng ta đã chơi chiêu số 3 của cây thương, rồi chơi chiêu số 2 cây cung, và chơi chiêu số 3 cây cung chuyển qua lại búp chiêu số 1 cây cung luôn. Và chúng ta bị chơi thanh âm trực khiếu đang bị khống chế và bị quăng cái dòng, chúng ta đang bị cấu máu, có búp lên cái bẫy chưa, vẫn chưa búp lên bẫy, chúng ta đã có được một cái mà gọi là cái bạo kích và chúng ta di chuyển có thêm một cái tấn công, chúng ta có thể di chuyển qua quốc con trường ca luôn. Trường ca bị bắn cái bởi cái thuẫn, chúng ta đã búp lên cái trứng. Rồi bây giờ chúng ta di chuyển lên trên đây có thêm một cái bạo kích luôn, cực kỳ nguy hiểm luôn, đã búp 7x rồi nha, coi chừng bị lọc quần đấy. Bây giờ là chúng ta đã mất kỳ môn thuẫn, chúng ta đã chạy và chạy thôi. Có cục gì không, alo, không có cục gì luôn anh em. Dạ đứng đây quẹt chiêu 3 rồi chúng ta chạy tiếp, đang bị quăng cái dòng, vẫn bị gút máu, cực kỳ khó khăn cho team của chúng ta. Bạn kia đã bị giật ngược về. Ê bị quăng cái lông chiến vô giả, hên là lông chiến vô giả nha, chứ không phải là dính cái khung lông công mới là chết á. Và team của chúng ta đang bị chi đuổi bởi hai team, một team 3 và một team 2 người. Thôi để coi chúng ta có thể làm gì đây, cực kỳ khó khăn cho bạn Liên Thành Chí luôn anh em ơi, rất là khó khăn. Trường ca đang cực kỳ hổ máu, đang dí theo team của chúng ta. Bây giờ team của chúng ta đã tạm thời an toàn, bắt đầu farm lính. Có một con tinh anh ở khu số 5 và bây giờ chúng ta tăng lên cái ổ, hình như lên kiểu môn thuận chung rồi hả, tôi cũng không để ý nữa anh em. Nói chung là tập trung bình luận quá, mình không có để ý cũng kỳ đúng không, này là kỳ quá nên là anh em phải rút kinh nghiệm nha. Ok đang mở rương ảo tượng ở khu số 4, bây giờ chúng ta có thêm cục máu luôn rồi, có không có cục máu, không ăn được cục máu, lên được hai cuốn biết kiếp sơ chung luôn. Có cục gì nữa không, tấn công như tấn công hoài vậy ba nội, cần miếng máu không cho đi tấn công hoài. Và nếu như mà gặp người ta thì mình phải chạy, thì xác định chạy á là lên ngựa giùm cái. Còn nếu như mà gặp người ta mà mình quất người ta luôn á thì mình có thể xuống ngựa xuống khu số 4 để chúng ta quẹn cái chân lính hồi máu được. Ok khả năng hồi máu bây giờ là cũng là khá là ổn, tại vì đam của Dương Môn bây giờ có thêm cái bạo kích với tấn công nữa, đam cực kỳ to luôn em, phải nói là như vậy. Chúng ta đứng ở đây chạy lên chạy xuống kiếm quái đi hồi máu thôi. Cái con tinh anh này rất là khó khăn nha, khó chịu lắm á, anh em cũng phải cẩn thận. Rồi có đồ các kiểu luôn. Rồi chúng ta di chuyển lên khu số 4, khả năng là người ta sẽ ăn khu số 1 đấy anh em, nên là qua bên trái đi, qua bên trái chúng ta thăm dò thử xem. Qua trái anh ơi, ôi lên được võ thánh luôn mà căng nè, qua trái đi anh ơi, alo, vẫn không anh em, vẫn không nghe, chúng ta phải chết
Nếu như mà mình là team Ngami với lại con cá bang thì khả năng mình sẽ lép bới hơn team ba người bên kia đúng không? Còn cung lôn trường ca hai thằng hệ thổ mà nó giả Ngami chết đó, nên là thằng cá bang với lại Ngami có thể đi ăn thủ lĩnh là sẽ ok hơn. Đây biết luôn, di chuyển qua đây thì bên kia không ăn anh em đó. Một cái pha mà chúng ta chỉ cần thăm dò chút xíu thôi là đủ rồi, không cần nhiều đâu. Rồi di chuyển qua bên khu số 2, đang thấy anh trường ca bị bắt lại, trường ca nửa cây, trường ca đang bị khống chế, một quẹt chết ngắt trường ca. Ha, vậy là team Ngami là cá bang. Ui vậy nó giết được. Ui phải nồi. Rồi vậy chúng ta và một anh Ngami cá bang anh em ơi, một kèo mà chúng ta 1.2, 1 cân 2, không biết cân hay không chứ nãy giờ tôi không thấy nha. Hình như 1 cân 2 á, gặp hai ông kia khá là khó khăn này. Không biết chúng ta có thể chiến thắng hay không, cực kỳ khó khăn luôn. 1.2 thì khó nha. Một mình đánh với Ngami thì ổn, nhưng mà gặp thêm cái bang bonus vô nữa thì toàn ấy. Chỉ còn khoảng 30 giây thôi, chúng ta có thể gây ra đam cho người bên kia hay không. Đang dính chậm, chúng ta đã bị khống chế bởi con chim. Rồi chúng ta di chuyển đổi lại thương búp lên, rồi chúng ta di chuyển qua trái. Trái không có ai luôn, ok di chuyển lên trên nào. Ở trên này đang có các bạn, chúng ta đã khống chế các bạn nửa cây, chúng ta đập cái các bạn. Trời ơi, ta nói là cực đẹp luôn. Nói chung là nãy những gì mà nó né hết trơn, bây giờ nó trả là đũa lại anh em. Bãi nói gây ông nội, nhỏ đang farm bắn một cái nửa cây máu, chơi combo cái cung nửa cây máu, chơi combo cái thương chết ngắt luôn. Ôi ông kia chắc cũng cay ha, cay lắm á. Ngami bất lực rồi, tại vì cái lúc này Ngami đã bị khống chế bởi cái chiêu mà số 2 của cái cung á. Ghê thiệt anh em, ghê thiệt, hay quá trời luôn á. Nói chung là khi mà chúng ta có siêu phẩm thì chắc chắn chúng ta sẽ có siêu phẩm đúng không? Ý là sao, chúng ta đang solo đúng không, mà gặp cái sự khó khăn như thế này nó là nó giúp cho chúng ta thành siêu phẩm luôn. Quá dữ dội. Bây giờ là chúng ta đã full đồ rồi, chúng ta sẽ gặp các bạn Ngami. Không biết là anh Liên Thành Chí có thể đánh Ngami như thế nào đây. Cố gắng né cái chiều cái dòng của Ngami giùm cái nha. Chúng ta đã mất đi 20% máu rồi, chỉ còn khoảng 80% máu thôi. Đừng để Ngami đặt dòng, nó hồi máu, nó không chế chúng ta thì chúng ta sẽ cực kỳ khổ luôn. Nếu như mà cái trận này gặp mình bằng là anh Vũ Môn này thì mình sẽ búp kỳ bông thẩn ngay giây thứ 0 của giai đoạn số 4. Sau đó là mình sẽ chuyển nhận cung, chúng ta sẽ đi lượm đồ, lượm cái đoạn á, giây thứ 0 sẽ có đoạn á. Thì còn không thì anh em cứ chuyển qua thương trước đi. Đó, chuyển qua thương thì chúng ta canh búp kỳ bông thẩn thì chuyển qua bên cung. Khi mà đến giai đoạn giây thứ 55 bắt đầu đánh nhau thì chúng ta combo vô con Ngami. Khả năng Ngami sẽ bị cấu nửa cây máu rất là cao. Chúng ta map lịch chiến mà, nên là đam của chúng ta cao lắm. Trừ khi mà cái con Ngami này nó né quá nhiều đi, 2 triệu máu này là nó thua. Rồi bây giờ ra cái giai đoạn số 4 rồi, chuẩn bị nè anh em ơi. Chúng ta chưa búp kỳ mông thận, búp cái chạy nhanh trước. Bắn cái chiêu số 2, chúng ta đã bị dính ở trong cái dòng, chúng ta đang bị khống chế, đang gây ra rất là nhiều đam cho chúng ta luôn. Cực kỳ nguy hiểm, đã nửa cây máu rồi, chúng ta búp kỳ mông thận, chơi chiêu số 2, chơi chiêu số 3 và đang đánh thường, bên kia đã búp 3. Bây giờ chúng ta đã búp 7x, đây, chúng ta đang bị thua kèo nha, cực kỳ nguy hiểm. Bên kia đã hồi được nửa cây máu nhưng mà bên kia hết khả năng hồi máu, chúng ta đang có khả năng gây ra khống chế. Chúng ta chuyển qua thương dặm cái hụt, rồi chuyển qua lại cung, chúng ta búp cái chiêu chạy nhanh lên. Ok, chúng ta bắn chiêu 2 và đối phương đã đặt được cái dòng, chúng ta đã né được cái dòng cực kỳ nguy hiểm. Đối phương chỉ còn 1 chấm máu, quẹt cái đối phương chỉ còn trắng máu, chúng ta cũng đang bị khống chế, chúng ta chấm máu luôn, chúng ta búp cái bí kíp kỳ mông thận và chúng ta cũng đã lực kèo được. Ok, hay. Ghê thiệt anh em. Trời ơi, còn có 900 mấy máu à. Đúng là siêu phẩm thiệt, quá ghê. Và cảm ơn anh Liên Thành Chí đã gửi video đến kênh LNB. Và nếu thích video này, các bạn nhớ like, share và subscribe kênh LNB của mình. Đừng quên nhấn vào cái chuông, cái nồi, cái chuông kế bên để có thể nhận được những thông báo mới khi mà mình vừa up video mới lên nha Nam ơi. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn lại các bạn trong những video lần sau. Đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.